này đúng không, tay thuận phía sau đúng không, và mình đưa đây đúng không, buộc. Nếu các em siết đúng không, vừa nãy các em siết là như này đúng không, nếu như các em siết này thì nó sẽ thứ nhất là xé. Các em cắt bánh trưng bao giờ chưa? Như này sẽ đứt bánh trưng đúng không? Và thông thường nhé là buộc chỉ này người ta thường buộc nhất là buộc trong buộc cái gì biết không? Buộc bánh báo, ôi báo mà các em siết như này này, siết sang hai bên này nó sẽ làm sao? Đứt xé đúng không? Và không ai tổn hết tổ chức, là hỏng hết tổ chức, hiểu chưa? Và không ai làm này, và một khi mà đứt bánh báo thì các em biết là máu me sẽ phun tre tre ra đúng chưa? Và không ai nhẹ cả. Mà động tác đúng nó sẽ là như nào? Động tác đúng như nào? Đầu tiên các em phải xác định đâu là sợi trục đã, đúng không? Hai sợi có một thằng làm trục đúng không? Thế thì như này, tay phải này đã là tay buộc rồi đúng không? Là tay diệm rồi đúng chưa? Tay này giữ nguyên đúng không? Sợi trục đúng không? Tay nào giữ nguyên sợi trục, tay nào di động là sợi di động đúng chưa? Thì sợi nào làm trục? Tay trái làm trục đúng không? Thì sợi này làm lúc nào là trục đúng chưa? Và khi như này xong thì sợi này làm sao? Phải căng đúng không? Và ta thiết sợi này xuống đúng không? Và siết ra phải làm nhau, dùng nó chỏi đẩy cái nơ này, đẩy làm cho nó trượt trên sợi trục, siết dần dần đúng chưa? Chúng ta không thắt đi, chỉ trượt lẫn nhau thôi đúng chưa? Nơ thứ hai này vẫn sợi này trục này đúng chưa? Chúng ta cũng làm sao? Khi mà nhá, khi các em siết này, chúng ta không siết như này, không dùng ngón này siết này, siết xa tít tắp này không có tác dụng gì cả, được chưa? Chúng ta làm thế nào? Thả ra, sợi trục cứ căng là được, cầm lại vào sợi này, đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống, đẩy xuống, hiểu không? Nhá. Và khi mà khóa thì các em sẽ làm thế nào? Đổi tay. Ví dụ các em học khóa đổi tay thì nó sẽ đổi sang sợi này làm gì? Buộc sang sợi bên này đúng không? Và làm sao? Căng sợi này, sợi bên đấy rơi sợi phải sẽ làm sao? Làm trục vào ra sẽ làm sao? Cũng đẩy đẩy đẩy, khóa chỉ, được chưa? Nhá. Thì đấy là với buộc nửa tay, là các em muốn buộc chặt thì các em phải sao? Phải đổi sợi trục, hiểu câu chuyện chưa? Thì nó mới chặt được nhá. Đấy, nếu mà các em không thả trục thì các em không bao giờ siết được, được chưa? Đấy là kỹ thuật mà hôm trước các em đã học. Bây giờ thì thông thường là cái sợi chỉ này nó sẽ có gì ở đâu? Một kim đúng không? Và khi chúng ta đổi sang bên này này và chúng ta buộc như này này, đổi đây và chúng ta buộc ấy, thì đương nhiên là kim nó sẽ làm sao? Móc vào tay mình, nhá. Thế người ta mới sáng tạo ra kỹ thuật là gì? Khóa chỉ mà làm sao? Khi mà tôi đổi là để khóa đúng không? Đổi như này để khóa đúng chưa? Nhá. Và người ta làm sao? Người ta đang nghĩ kỹ thuật là gì? Khóa chỉ không đổi tay. Thì có rất nhiều cách để khóa chỉ không đổi tay, được chưa? Bình thường, đây là cách thứ nhất nhá. Bình thường mình là như nào? Hai con này từ đằng trước về đằng sau. Như này đúng không? Đây là bình thường đúng chưa? Thế khi khóa ta sẽ làm như nào? Ngược lại, từ sau ra đằng trước. Bình thường như này nhá. Và khi khóa sẽ như này, được chưa? Móc vào đây. Đưa sợi này vào đây. Lôi ra. Đương nhiên sợi trục có phải đổi không? Đương nhiên vẫn phải đổi sợi trục. Sợi trục vẫn phải đổi, hiểu không? Chẳng có là mình cái sợi này mình không phải giễu thôi. Và ta đẩy xuống đây. Sợi trục luôn luôn phải đổi nhá các em nhá. Hiểu câu chuyện không ạ? Sợi trục phải đổi nhá. Nhá, kể cả các em buộc bên nào thì vẫn phải đổi trục. Ví dụ này. 1 này, được chưa? 1 được chưa? 2 này. Được chưa? 3 sẽ như nào? Đổi trục. Này, như này. Phát từ đằng sau đằng trước này. Móc lại này. Dùng cái này kẹp vào đây này. Được chưa? Có dễ không nào? Phát từ đằng sau đằng trước đúng không? Không như này nữa. Mà làm sao? Vẩy về đằng trước và sao? Móc cái sợi này. Kéo ra. Và kẹp vào đây, được chưa? Như đây này. Được chưa? Sợi trục đâu? Sợi trục vẫn là tay đổi sang tay bên này đúng chưa? Bình thường sợi trục là tay gì? Tay trái đúng không? Mình sẽ đổi sang đúng chưa? Đây kia thứ nhất, kia thứ hai là mình có thể cầm sau khi đã 1 này. 2 này. Được chưa? Mình sẽ khóa như nào đây? Mình sẽ cầm bằng ngón 1, ngón 3. Được chưa? Cầm bằng ngón 1, ngón 3, không cầm như này nữa đúng không? Bình thường cầm như này, bây giờ sẽ cầm sang ngón 1, ngón 3. Được chưa? Dùng con này để buộc như này. Cũng từ đằng sau đằng trước nhé. Luôn luôn từ đằng sau đằng trước nhé. Móc vào đây. Kéo sang. Đẩy cái này ra đằng trước đúng không? Phải như này. Móc sang này. Đẩy sợi ra đằng trước. Sợi trục là sợi nào? Đổi tay sang tay gì? Tay phải nhé. Nhớ trục nhé. Này. Trái đúng chưa? Trái được chưa? Đẩy ra đằng trước này. Sao? Phải. Hiểu chưa? Luôn luôn phải có sợi trục. Lúc nào cũng phải có trục. Nếu cái không có sợi trục siết xuống thì mạch máu sẽ làm sao? Một là đứt, hai là sẽ bị gì? Lọc chỉ. Có hai trường phái thôi. Bởi vì nếu nó không trượt lên nhau thì nó sẽ xoắn vào nhau như này. Nó sẽ chết chỉ ở giữa không trung. Hiểu câu chuyện không ạ? Nhá. Đây này, làm lại nhá, bình thường nhá. Đây kia bình thường đúng không? Cầm chỉ vào hai ngón này. Từ đằng trước về đằng sau này, đúng không? Một được chưa? Cái này được chưa? Cái này rồi, ok rồi nhá. Đẩy này, ví dụ các em đẩy đến đây này. Các em thấy là nó mình không đẩy được vào đây nữa đúng không? Mình thả ra, mình cầm sát vào đây. Mình đẩy, được chưa? Chứ không nhất thiết là các bạn có phải một phát ăn luôn. Thả ra.
gặp lại này, đẩy xuống từ từ, ok chưa? 1 này, 2 được chưa? Thả ra gặp lại, đẩy sao cho đẩy cái nơi chỉ xuống, được chưa? Sợi chụp luôn căng nhá, sợi này luôn phải căng nhá, ok chưa nào? Ok chưa? Sợi này luôn căng nhá. Đó, và đến lúc khóa chỉ ta có mấy cái khóa chỉ? 3 cái tất cả đúng không? Cái bình thường là gì? Đổi tay, đúng không? Đổi tay thì mình sẽ lại đây, đúng không? Làm ngược lại với tay này thôi. Thôi ra, căng sợi này, luôn luôn là đổi sang chụp bên này. Đẩy, đẩy xuống, được chưa? Cách thứ nhất này. Cách thứ hai làm sao? Dùng hai con này làm sao? Từ sau ra trước, kéo sang, kẹp hai con vào đây. Thôi ra, được chưa? Làm lại như này. Đẩy ra trước này, móc vào này, kẹp hai ngón vào này, ra đằng trước này, chụp vào bên nào, thả ra, nếu mà thấy dài dây quá thả ra, cầm lại, chứ không cố đẩy, không như này đẩy như này, đúng không, nhé, chứ không, đây nhiều nhiều cô chị, cô gọi sẽ như này, nhiều cô gọi sẽ làm như này, không phải làm như thế cả, hiểu chưa, nào, nào, nếu dài quá này, thả tay ra, cầm lại gần, đẩy chỉ chuẩn chỉnh, hiểu không, được chưa, ok chưa, hoặc cách thứ ba là gì? Cầm con 1 3 là sao? Dùng con này, nha. Yeah. Luôn luôn nếu mà gì mình muốn khổng ra là mình phải từ sau ra trước. Hiểu không? Thắt từ sau ra trước. Nha. Yeah. Móc vào đây. Móc vào đây đúng không? Và đẩy cái nơ chỉ ra con lỗ này. Cầm lại, nha. Yeah. Và chụp. Siết xuống, nha. Yeah. Ok làm đi. Đây đi.